Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày 4 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, những năm gần đây, diện tích Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương đã bị thu hẹp do chính sách cải tạo của chính quyền Trung Quốc. Nhưng mưa bão và lũ lụt năm nay kéo dài hơn 10 ngày qua, khiến Hồ Bà Dương trở thành hồ có diện tích lớn nhất. Theo một tài khoản khoa học lớn nổi tiếng được Weibo Trung Quốc chứng nhận, dựa trên tính toán những bức hình của chính phủ công bố, Hồ Bà Dương tạm thời vượt qua Hồ Thanh Hải và trở thành hồ lớn nhất Trung Quốc. Dữ liệu quan sát mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Vệ tinh Quốc gia Trung Quốc cho thấy, khu vực Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây đã tăng thêm 352 km2 từ ngày 2 tháng 8 so với một tháng trước đó. Diện tích hồ đã mở rộng 1.999 km2. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, sông Dương Tử tràn ngập nước, phần lớn vùng đất ướt của 5 nhánh sông nằm ở cửa hồ cũng bị ngập. Theo tính toán của Trung tâm Khí tượng Vệ tinh Quốc gia Trung Quốc, vào ngày 27 tháng 7, diện tích Hồ Bà Dương 3.854 km2, nhưng vào ngày 1 tháng 8, diện tích mặt nước hồ đã tăng lên 4.206 km2. Tài khoản khoa học nổi tiếng địa lý Thành Thị Trung Hoa được Weibo chứng nhận đã căn cứ trên hình ảnh vệ tinh trên cao theo dõi Hồ Bà Dương và bản đồ thay đổi mực nước gần đó. Sau khi tính toán các vùng nước mở rộng, đã phát hiện ra rằng diện tích hồ đã đạt tới 4.942,6 km vào ngày 2 tháng 8. Nếu theo dữ liệu này, con số này vượt qua diện tích 4.583 km2 của Hồ Thanh Hải, vì vậy Hồ Bà Dương trở thành hồ lớn nhất Trung Quốc. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc chỉ ra rằng, từ tối ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8, Trùng Khánh, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Quý Châu, Vân Nam và các nơi khác trong lưu vực sông Dương Tử sẽ có mưa bão. Các khu vực địa phương rải rác khả năng cao sẽ có mưa to trong thời gian ngắn. Dự báo bão được ban bố đầu tiên vào lúc 6 giờ tối ngày 2 tháng 8. Các khu vực nêu trên sẽ tiếp tục duy trì các kiểu thời tiết như vậy trong 3 ngày tới. Hiện nay, mực nước sông Dương Tử tiếp tục vượt quá mức cảnh báo lũ. Ở 5 nhánh sông Hồ Bà Dương vẫn tiếp tục áp sát hồ. Trong vài ngày tới, mực nước sẽ tiếp tục tăng. Trước tiên, một nhánh sông hoặc phần cuối của nhánh sông vừa và nhỏ sẽ bị nước hồ làm ngập. Đất nông nghiệp và các thành phố và thị trấn gần đó sẽ có nguy cơ bị nhấn chìm. Gần đây, hơn 20 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn. Ngày 28 tháng 7, Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ và dự báo trong 8 giờ tới, lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1940. Theo báo cáo, nước lũ trên sông Kỳ Giang đã vượt quá mức giới hạn kiểm soát lũ 4m, khiến cho đường cao tốc chạy dọc theo dòng sông đã bị ngập lụt, một số ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Nước lũ tràn vào các cửa hiệu ven đường làm ngập toàn bộ tầng 1, hiện tượng ngập úng nghiêm trọng xuất hiện cục bộ trong thành phố. Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã phát tín hiệu cảnh báo lũ màu đỏ vào lúc 11 giờ 50 phút sáng ngày 2 tháng 8 do ảnh hưởng của mưa lớn và mực nước sông dâng đột ngột ở thượng nguồn, nên trong 8 giờ tới toàn bộ khu vực Trùng Khánh đoạn thuộc lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lịch sử kể từ năm 1940 đến nay. Dự kiến mực nước cao nhất của trạm ngũ xá ở Kỳ Giang, quận Giang Tân sẽ vượt mức giới hạn kiểm soát lũ khoảng 5,7 đến 6,3m và có khả năng tăng đến 10 đến 11m. Theo tin từ các kênh truyền thông Trung Quốc đại lục, mực nước sông Kỳ Giang vẫn tiếp tục dâng cao trong ngày 2 tháng 8. Đợt lũ đỉnh điểm đổ về đến đoạn Trùng Khánh vào khoảng 3 giờ chiều ngày 2 tháng 8. Chính quyền địa phương thông báo rằng họ đã sơ tán khẩn cấp 40.000 người do mưa lớn liên tục hôm 2 tháng 8. Trên đường cao tốc Trùng Khánh, Nam Vạn xuất hiện sụt lún. Vào lúc 8 giờ cùng ngày, lượng mưa ở quận Nam Xuyên ở phía nam thành phố Trùng Khánh lên tới 129,6 mm, gây ngập úng. Có không ít cư dân mạng ở Trùng Khánh đã đăng tải những video ngắn về trận lũ lụt do tự quay. Từ video có thể thấy rằng, vào sáng ngày 2 tháng 8, nhiều khu vực dọc theo sông Kỳ Giang đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Lũ đã tràn vào tầng 1 của các tòa nhà hai bên đường quốc lộ Tân Giang. Những chiếc xe ô tô trong bãi đậu xe cũng bị ngập và trôi nổi bập bềnh. Ở một số khu vực khác, đường phố biến thành sông, có nơi lũ lụt đổ xuống như thác nước, thậm chí một số tòa nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Cầu đường sắt cũng bị phá vỡ. Cư dân mạng cho rằng mực nước trên sông Kỳ Giang vẫn đang tăng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin kể từ ngày 1 tháng 8, khu vực phía Đông Nam và phía Tây Trùng Khánh có mưa vừa và mưa to, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa bão xảy ra ở 9 quận huyện gồm Dậu Dương, Tú Sơn, Bành Thủy, Võ Long. Do ảnh hưởng của mưa bão, các con sông vừa và nhỏ như Dậu Thủy ở Tú Sơn, Cam Long ở Dậu Dương, Thạch Lương ở Võ Long, Thông Huệ ở Kỳ Giang và Ngư Tuyển ở Nam Xuyên đã xuất hiện nước lũ vượt mức cảnh báo.
Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tính đến nay, nước lũ trên 198 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị trên cả nước đã vượt quá mức báo động, nhiều hơn so với cùng kỳ mọi năm. Trong đó có 8 con sông đã vượt quá mức nước an toàn và 8 con sông đã vượt quá mức lũ lịch sử được ghi nhận. Kể từ đầu tháng 6 tới nay, Trung Quốc mới bước vào mùa lũ hơn một tháng, nhưng đã có 171 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị xuất hiện lũ lụt trên mức báo động. Sông Tây Giang, Bắc Giang ở phía Nam và sông Hoàng Hà ở phía Bắc đã lần lượt xuất hiện những trận lũ đầu tiên trong năm nay. Ngoài ra, huyện Duyên Hà, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Kỳ Châu, do chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn nên trên địa bàn huyện cũng xảy ra nhiều trận sạt lở đất. Trong đó, đường cao tốc đoạn từ Duyên Hà đến Quan Châu bị gián đoạn do sạt lở núi. Vâng, thưa quý vị, đàn ông ở Giang Tâm Châu đã kéo nhau lên phố đi làm. Khi lũ đến, Lưu Tú Mai mặc áo mưa phóng xe về nhà phía bờ đê, nơi nhóm phụ nữ đang chống lũ. Bà Ly, 50 tuổi, là người thị trấn Giang Tâm Châu thuộc thành phố Kiều Giang, phía đông tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Thị trấn nằm bên bãi bồi sông Trường Giang là nơi sinh sống của khoảng 42.000 người, nhưng đa phần đàn ông, thanh niên đã lên thành phố tìm việc, bỏ lại ở quê nhà người già, phụ nữ và trẻ em. Trung Quốc đang phải trải qua mùa mưa. Từ đầu tháng 6, những trận mưa lớn liên tục trút xuống khiến nước nhiều con sông dâng cao, tàn phá nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc. Phía Bắc tỉnh Giang Tây hứng chịu trận mưa lớn từ ngày 29 tháng 7. Nước tại các sông hồ ở địa phương dâng cao tới mức báo động. Xung quanh thị trấn Giang Tâm Châu, nước sông dâng lên tới 22,81m hôm mùng 1 tháng 8, đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của khu dân cư. Thiếu vắng cánh đàn ông trai tráng, khi lũ lụt tàn phá, nhiều phụ nữ ở Giang Tâm Châu, giống bà Ly đã xung phong ra tiền tuyến chống lũ cùng binh sĩ quân đội. Theo Liên đoàn Phụ nữ địa phương, có khoảng 3.000 phụ nữ đang sinh sống trong thị trấn, một số người đi tuần quanh đê. Số khác nấu nướng phục vụ những người trên tiền tuyến, bà Ly nói, chúng tôi làm hết sức mình để chống lũ. Bà Ly đã chiến đấu với lũ suốt một tuần nay. Bà phóng xe máy đến bờ đê, cách nhà ở trung tâm thị trấn khoảng 30 phút đi xe. Tôi chủ yếu phụ trách vận chuyển bao cát, bà nói. Tôi làm việc 12 giờ mỗi ngày, sau đó nghỉ ngơi. Chúng tôi thay phiên nhau đi tuần quanh đê. Bà là nông dân, bình thường, bà để cháu ở nhà ra đồng canh tác. Nhiều năm làm nông khiến bà rất khỏe mạnh, đủ sức vác bao cát đi phăm phăm. Trước đây tôi trồng bông, nhưng giờ trồng bông không kiếm được tiền nữa, bà nói. Bây giờ tôi trồng khoảng 1 hectare ngô. Nhưng mưa lũ đã biến đồng ngô của bà thành biển nước mênh mông. Tôi chỉ cứu được một ít, bà nói. Ngoài vác bao cát vào ban đêm, bà còn mang đèn pin đi tuần tra bờ đê và phát hiện chỗ thủng. Tôi sẽ gọi cho chính quyền nếu phát hiện bất kỳ lỗ thủng nào. Bà nói, điều này rất quan trọng bởi chỉ cần một lỗ thôi cũng có thể gây vỡ đê. Khi mệt, bà sẽ chợp mắt một chút ở trạm gác dọc bờ đê. Trạm là một căn nhà nhỏ, bên trong có những vật dụng đơn giản như giường, bàn, nước đóng chai và mì ăn liền. Tôi không thể ngủ ngon ở trong trạm vì lo lũ đến, bà nói. Khoảnh khắc khó quên nhất là đêm ngày 2 tháng 8, khi nước sông Trường Giang vượt cảnh báo, nước dâng lên 22,81m, nơi nào tôi đến cũng ngập nước, bà nói. Tôi biết đã vác bao cát suốt đêm để ngăn lũ tràn bờ. Mọi người trong làng đều tới góp sức, còn tôi không ngủ chút nào. Tuy mệt nhưng bà cho rằng mọi vất vả đều xứng đáng. Chống lũ và bảo vệ quê hương là trách nhiệm của chúng tôi, bà nói. Đoạn đê vỡ dài 188m tại tỉnh Giang Tây đã được gia cố thành công cuối tuần trước. Con đê Trung Châu vây quanh Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc tại thị trấn Thường Châu của huyện Bà Dương, dài 33,72 km. Nó là chiến hạm bảo vệ 34.000 người dân địa phương và hơn 1.400 ha đất nông nghiệp. Khi những trận mưa lớn dữ dội không ngừng trút xuống, lũ tràn qua hồ và sông làm vỡ một đoạn đê gần 200m hôm 29 tháng 7, khiến 15 ngôi nhà và vùng đất nông nghiệp dọc đê bị nhấn chìm trong lũ, hơn 14.000 người dân phải sơ tán. Một công ty đã triển khai hơn 200 kỹ sư mang theo trang thiết bị để cùng lính cứu hỏa và người dân ra cố đê. Bờ đê sẽ liên tục được đắp cao để đảm bảo ổn định nước lũ. Gần 6,88 triệu người ở Giang Tây bị lũ lụt ảnh hưởng từ hôm 30 tháng 7. Cả tỉnh có 696.000 người phải di rời. 635.700 ha hoa màu bị thiệt hại kinh tế khoảng 2,4 tỷ đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, một trận lở đất đã phá tan hoang khu nhà ở của công nhân khai thác mỏ ở Tây Nam Trung Quốc, khiến 19 người thiệt mạng vào Chủ nhật. Thảm họa xảy ra ở một huyện nông thôn miền núi thuộc quận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, nơi mưa liên tục kéo dài trong nhiều tuần. Hơn 180 người đã được huy động để giúp tìm kiếm những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong một chiến dịch kết thúc vào chiều Chủ nhật. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, những người thiệt mạng dường như đều là công nhân của công ty khai thác mỏ Kim Khai Nguyên. Với khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều, Tây Nam Trung Quốc dễ xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là ở những khu vực có sự dịch chuyển đất đai quy mô lớn do canh tác phá.
đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!